Việt Nam Motor Show 2024 là sự kiện về xe có quy mô hàng đầu tại Việt Nam, nơi các hãng xe sẽ phô diễn các mẫu xe và công nghệ mới nhất. Với chủ đề Công nghệ mở tương lai xanh, công chúng có thể có thêm nhiều góc nhìn về một tương lai di chuyển xanh với những cách tiếp cận đa dạng, từ đó có những quyết định quan trọng về phương tiện đi lại cho mình. Mục tiêu Net Zero, phát triển bền vững đang được nhiều hãng xe hướng tới và có nhiều con đường để đến với mục tiêu này. Trong bối cảnh mà hệ thống chậm sạc vẫn còn nhiều hạn chế như hiện nay, thì xe hybrid đang được xem là một trong các giải pháp giúp giảm CO2 một cách bền vững. Đối với Toyota, một trong những hãng xe quen thuộc với người tiêu dùng Việt, tham gia Việt Nam Motor Show năm nay, hãng đã mang đến một gian hàng xanh, khẳng định cam kết về hành trình hiện thực hóa tầm nhìn Beyond Zero, phát thải về không và hơn thế nữa, cung cấp các giải pháp giảm phát thải carbon hiệu quả. Nhiều mẫu xe khác cũng được giới thiệu tại không gian của Toyota như các phiên bản hybrid của Corolla Cross, Yaris Cross, Innova Cross, mẫu xe Alphard cùng một mẫu xe ý tưởng thuần điện SUV FT3E. Đặc biệt tại sự kiện lần đầu tiên, hãng xe Nhật cũng đã trình làng một mẫu xe có đến hai phiên bản hybrid, đó là mẫu xe Camry hoàn toàn mới. Hai bản hybrid dùng động cơ 2.5 lít và hai motor điện có công suất 231 mã lực. Theo quan điểm của Toyota, Hybrid là giải pháp phù hợp nhất đối với Việt Nam vì Hybrid không yêu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng, không thay đổi thói quen người dùng. Toyota Việt Nam liên tục mở rộng dải sản phẩm Hybrid. Đến nay, chúng tôi đã giới thiệu 6 mẫu xe có phiên bản này. Doanh số tích lũy đạt hơn 11.000 xe. Ngày hôm nay, chúng tôi cũng ra mắt mẫu xe Camry hoàn toàn mới với hai phiên bản Hybrid để đa dạng hơn lựa chọn cho khách hàng, giúp khách hàng dễ tiếp cận hơn với các dòng xe xanh thân thiện với môi trường. Với người tiêu dùng, họ cũng quan tâm tới các mẫu xe hybrid vốn không phải lo lắng về vấn đề chạm sạc. Hiệu quả giảm nhiên liệu tiêu thụ cũng là thấy rõ, đặc biệt là khi di chuyển ở đô thị, nơi thường xuyên xảy ra tắc đường. So với những mẫu xe thuần điện thì mẫu xe hybrid nó dễ sử dụng, dễ không cần đến những chỗ sạc thường xuyên như những mẫu xe thuần điện. Nên cái việc mà sử dụng nó càng ngày càng dễ tiếp cận so với người Việt Nam. Khách tham quan có thể tiếp tục đến với không gian xanh của Toyota cũng như triển lãm Việt Nam Motor Show 2024 cho đến hết ngày 27 tháng 10 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.